Con mới biết thân thọ tâm pháp, vậy tâm và pháp là gì? Có tương đồng với tưởng hành thức hay không? Để cho con biết về sơ tướng, tạ tướng và quan tướng. Theo con hiểu, sơ tướng là đối tượng mình dùng để thiền, tạ tướng là mình nhớ lại, tưởng tượng đến, còn quan tướng là như thế nào? Nó kẹt vậy, phải nói rất là kẹt. Kẹt là kẹt cái gì? Đó là khi mà chúng ta hành thiền, quý vị muốn hành thiền tứ niệm xứ hay là thiền chỉ Samatha, thì sư khuyên một cái lời khuyên thật lòng, phải học giáo lý quý vị à. Phải học giáo lý, bởi vì nếu mà chúng ta không học giáo lý đó, chúng ta đâm vào chúng ta thực hành như vậy với cái câu hỏi này thì sư rất là e ngại, sư rất là e ngại, bởi vì vì này không biết một cái gì hết. Mà trong cái thiền đó nó kẹt như vậy này, không trả lời đó thì họ không biết làm sao để họ tu, mà trả lời đó thì họ tâm họ lại vướng vào cái đó và họ cứ bám vào những cái đó. Ví dụ như là khi mà sư nói là cận định là gì đó, nếu mà không nói thì họ không biết cận định là cái gì. Mà nếu mà nói cận định là gì đó thì lúc nào họ ngồi họ cũng mong mỏi làm sao để mà tôi đạt được cận định. Kẹt vậy. Thành ra cái lời khuyên chân thành của sư là phải học giáo lý. Phải học giáo lý rồi quý vị muốn thực hành cái gì đó thì thực hành. Ha. Thế nào, thậm chí khi mà quý vị hỏi như vậy thì sư hoài nghi là quý vị không hiểu luôn thế nào là thân thọ tâm pháp. Đây là bốn nơi để chúng ta thiết lập niệm. Thế nào là quán, đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đừng có lôi cái câu là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, mà quý vị đem ra quý vị hành là quý vị chết chắc, chết chắc, chết không kịp ngáp nha. Tại vì nó dùng áp dụng bốn câu đó quý vị không thể thực hành tứ niệm xứ được. Thế nào là quán tâm trên tâm, quán thân trên thân trước. Thế nào là quán thân trên thân? Vị tỳ kheo nhận biết rõ thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, thở vào dài biết là thở vào dài, thở ra dài biết là thở ra dài. Vị tỳ kheo khi đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm. Vị tỳ kheo khi cử động co duỗi, vị ấy nhận biết rõ. Khi ăn uống nhai nếm, vị ấy nhận biết rõ. Khi đi vệ sinh đại tiện tiểu tiện, vị ấy nhận biết rõ. Nếu như mà quý vị muốn biết rõ hơn thì sư khuyên là quý vị, một là đi đến gặp một vị thiền sư, vị đó hướng dẫn cho quý vị rõ ràng từ đầu tới đuôi ha. Còn hai là quý vị phải đọc qua cái bài kinh Đại Niệm Xứ, chứ còn mà hỏi hỏi cái kiểu này thì nó rất là mất thời gian. Niệm xứ, kinh Đại Niệm Xứ đấy, trong trường bộ kinh kinh Đại Niệm Xứ. Mặc dù á, cái bản dịch này thì có nhiều vấn đề phải bàn, nhưng mà ít nhất đối với những người sơ cơ đó, mà quý vị muốn hiểu thế nào là quán thân trên thân, thế nào là quán thân trên thân ha, thì phải đọc. Muốn hiểu thế nào là quán thọ trên thọ thì phải đọc. Muốn hiểu thế nào là quán tâm trên tâm thì phải đọc. Muốn hiểu thế nào là quán pháp trên pháp thì phải đọc. Chứ còn mà không thể nào mà ngồi ngồi đây không đọc mà mình nói bừa thì không có nên. Ví dụ như quán tâm trên tâm,
Ở đây vị tỳ kheo với tâm có tham, biết rằng tâm có tham. Có nhiều vấn đề phải nói. Thứ nhất chúng ta phải hiểu tâm là gì. Phải hiểu chứ, phải hiểu tâm là gì. Cái thứ hai đó, phải hiểu thế nào là có tham. Tâm tham là tâm gì, thế nào là tâm có tham. Cái thứ ba chúng ta phải hiểu biết, biết là biết như thế nào. Biết là biết như thế nào. Đấy. Rồi khi đó chúng ta mới thực hành. Và xin thưa, nó không phải mà chúng ta đem cái thọ tưởng hành thức ra để chúng ta nói chuyện. Nó thuộc về hai cái vấn đề. Nói khác nhau cũng không đúng. Mà nói là chúng ta không thể đem cái này nó lẫn lộn qua cái kia. Đó. Phải học giáo lý, phải học giáo lý để chúng ta biết. Ví dụ như trong cái phần mà quán tâm này nè, phải hiểu thứ nhất tâm là cái gì trước đó, rồi thế nào là tham, thế nào là tham, đặc tánh của tham là cái gì, rồi làm sao để biết, biết là cái gì, chứ không phải mình chỉ nói là biết. Xin thưa, thế nào mới là biết? Phải học giáo lý quý vị à, phải học giáo lý. Mà cái này thì trong phạm vi một cái câu hỏi thì sư không có trả lời hết được. Phải học ha, phải học, phải đi học. Chứ không thể mình ngồi đây mà mình ngồi mình nói chơi chơi thì không có nên. Đó, rồi thế nào là quán pháp kinh pháp? Đây nè. Ở đây đó, vị tỳ kheo nội tâm có tham dục, tuệ tri nội tâm có tham dục. Thì thế nào là tuệ tri? Rồi thế nào là nội tâm có tham dục? Vì đó phải hiểu. Thành ra có thể là câu hỏi này sư rất khó để mà sư thỏa mãn quý vị. Tại vì bản thân cái người hỏi đó, bản thân người hỏi vì đó chưa biết cái gì hết, chưa biết cái gì hết. Chứ phải mà vì cái người hỏi mà biết một chút xíu đó, sư nói nó cũng đỡ. Sư tóm gọn lại hành tức niệm xứ đó là gì? Đó là chúng ta theo dõi có bốn nơi để chúng ta thiết lập niệm: thân, thọ, tâm, pháp. Thân là các cử động lớn nhỏ của thân, chúng ta đều nhận thức nó như thế nào, nhận biết rõ như thế ấy. Thế nào là quán thọ trên thọ? Đó là vị ấy nhận thức rõ tất cả các cảm thọ xuất hiện. Cảm thọ nào xuất hiện, vì đó nhận biết rõ cảm thọ như thế ấy. Vì đó không đi kèm với các định kiến cá nhân, không đánh giá, không phân tích. Vì ấy chỉ đơn giản, vì ấy nhận xét, vì ấy ghi nhận. Thế nào là quán tâm trên tâm? Có nghĩa là các sự xuất hiện của tâm. Tâm có tham, vì ấy biết là tâm có tham. Tâm không có tham, vì ấy biết là tâm không có tham. Có nghĩa là bất kỳ một cái tâm gì xuất hiện, vị ấy nhận thức rõ, biết rõ, không đánh giá nữa. Thế nào là quán pháp trên pháp? Cái sự quán pháp trên pháp đó, vị hành giả phải biết giáo lý đó là gì? Biết được các cái truyền cái tham, sân, hoài nghi, hôn trầm, trạo hối. Biết được các cái giác chi, tinh tấn, trạch pháp. Hỷ giác chi, cần giác chi, định giác chi, xả giác chi. Rồi vị ấy phải biết được bát chánh đạo. Biết được bát chánh đạo, thế nào là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vị ấy phải biết rõ thế nào là tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Nói chung vị ấy phải biết rõ về kiến thức giáo lý. Và khi chúng ta nhận biết rõ về bốn cái nơi đó như thế, thiết lập niệm ở bốn cái nơi đó để làm cái gì? Để vị ấy nhận thức rõ được sự thật, thấy được sự thật, thấy được sự thật. Nó như thế nào thì chúng ta nhìn thấy như thế đó, không đi kèm với đánh giá, không khiến cho tham sân sanh khởi, không khiến cho các bất thiện tâm sanh khởi. Thông qua sự nhận thức rõ, sự nhìn rõ bản chất của các pháp, vì ấy có thể nhận ra được đây là khổ, đây là vô thường, đây là vô ngã. Vì ấy thấy rõ ở đây chỉ có danh và sắc,
chỉ có các pháp hoạt động, chứ ở đây không có cái gì là ta, là của ta. Rồi sơ tướng, tợ tướng, quan tướng. Nó như thế này, ta thì cái sơ tướng đó, cái đầu tiên quý vị phải hiểu cái tướng là cái gì. Nimitta, cái tướng Nimitta có nghĩa là giống như là một cái biển hiệu mà khi chúng ta nhìn vào chúng ta nhận biết nó là cái gì. Ví dụ như khi chúng ta nhìn nhìn vào một cái biển hiệu thì chúng ta biết rằng đó là một cái tiệm ăn, hoặc nó đó là một cái tiệm quần áo, một cái sạp bán quần áo. Cái tướng, cái nimitta nó là cái biển hiệu. Hoặc như đó, hoặc như đó, chúng ta cầm một cái quyển sách này lên thì bằng những cái hình, bằng cái tướng như thế này chúng ta biết rằng đây là quyển sách, chúng ta biết rằng đây là quyển sách đấy, thì nó là cái tướng. Cái sơ tướng đó, Parikammanimitta đó, tại sao sư phải ngưng, xin ngưng hơi lâu, tại vì sư đang suy nghĩ là làm sao để mà cho quý vị hiểu. Như sư nói ngày hồi nãy đó, nói về thiền á, nó có hai cái kẹt. Khi mà nói không nói thì không biết thực hành như thế nào, mà nói thì chúng ta chạy theo đó, chúng ta mong nổi. Sư lấy ví dụ như, sư lấy ví dụ như khi quý vị hành thiền hơi thở, khi quý vị hành thiền hơi thở đó, chúng ta đặt cái tâm theo dõi hơi thở ở một điểm, hít vào thở ra đều dựa trên một điểm của hơi thở. Thì khi chúng ta tập trung vào cái tâm của cái hơi thở như vậy, một điểm như vậy đó, đó là chúng ta đang tập trung vào cái tướng của hơi thở. Và khi cái tâm của quý vị tập trung vào hơi thở đó, đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy, thấy bằng tâm nha, quý vị thấy bằng tâm, thấy cái tướng của hơi thở, nó là một cái khối, nó là một khối. Ví dụ như quý vị theo dõi một cái khối nó cỡ hạt, cỡ bằng hạt đậu thôi, thì quý vị sẽ thấy cái khối hơi thở đó nó chỉ bằng hạt đậu thôi. Và cái khối đó ban đầu nó không có màu sắc, nó không có màu sắc, nó xám xịt, nó không có màu sắc. Nhưng mà ít nhất là chúng ta đã bắt được cái tướng của hơi thở, và chúng ta gọi đó là sơ tướng, Parikammanimitta. Rồi dần dần đó, dần dần đó, khi mà cái tâm định của chúng ta nó trở nên mà nó vững chắc hơn đó, thì cái tướng của hơi thở đó nó trở nên nó trắng, nó trắng như cái bông gòn, nó trắng. Thì khi đó đó chúng ta gọi nó là cái học tướng Ukihanimitta. Rồi khi mà vị hành giả vẫn tiếp tục tập trung vào cái tướng của hơi thở, vị đó vẫn tiếp tục tập trung vào cái tướng hơi thở, thì đến một lúc nào đó cái hơi thở đó, cái tướng hơi thở đó nó trở nên nó sáng như mặt trời, nó sáng như mặt trời hoặc như mặt trăng, nó sáng lắm. Thì khi đó chúng ta gọi nó là tợ tướng hoặc là quang tướng, Patipharanimitta đó. Nhưng mà sư nói như vậy là để cho quý vị có thêm kiến thức thôi, để khi chúng ta hành thiền chúng ta biết nó là cái gì, chứ không phải là để quý vị ngồi mà quý vị tưởng tượng ra nó rồi nói là à tôi có sơ tướng, à tôi có học tướng, à tôi có tợ tướng, tôi có quan tướng là chết nha.